Bạn quá giỏi rồi, tại sao không có mẹ Maria bên đạo bạn? Xin hãy giải thích Amazin. Cảm ơn Chúa, cảm ơn những lời bình luận của bạn. Xin chào tất cả mọi người. Tại sao đạo Tin Lành chúng tôi không cầu nguyện với mẹ Maria? Đây là một câu hỏi mà tôi nhận được khá nhiều từ các bạn khán giả. Và hôm nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc đó. Hãy cùng tôi khám phá sâu hơn về điều này qua câu Kinh Thánh và những lời dạy của Chúa Giêsu. Đừng rời khỏi video này vì tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những điều thú vị và ý nghĩa mà có thể bạn chưa từng nghe trước đây. Gần đây, tôi đã nhận được một số bình luận từ các bạn khán giả thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, bao gồm cả Thiên Chúa giáo. Tôi rất trân trọng sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Là một người theo đạo Tin Lành, tôi tin rằng chúng ta đều có quyền tự do tìm hiểu và thực hành đức tin của mình. Điều quan trọng nhất, chúng ta tôn trọng lẫn nhau và cùng nhau chia sẻ tình yêu thương, sự hiểu biết về lời Chúa. Tôi mong rằng qua những video này, không chỉ những người theo đạo Tin Lành mà cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng có thể tìm thấy sự bình an và khích lệ trong Chúa. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã nói: "Ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta không ai được đến cùng cha." Trong sách Giăng đoạn 14 câu 6, lời hứa này nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 có viết: "Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác cho loài người để cho chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Câu này khẳng định vai trò độc nhất Chúa Giêsu trong việc cứu rỗi chúng ta. Cuối cùng, trong 1 Timôthê đoạn 2 câu 5: "Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng bao ở giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đức Chúa Giêsu Christ, là người." Điều này khẳng định rằng Chúa Giêsu là đấng trung bao duy nhất giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng Chúa Giêsu đã đến để yêu thương tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo hay nguồn gốc. Vì vậy, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau phát triển trong đức tin. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để theo dõi video và bình luận. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc suy nghĩ nào, hãy cứ để lại bình luận ở bên dưới. Tôi sẽ cố gắng trả lời video tiếp theo. Và đừng quên thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của tôi. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp.